ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức Hội trại Thiện Tài Đồng Tử lần thứ tư, tất cả các trại sinh thân mến, trong buổi sinh hoạt cuối cùng của mùa hội trại năm nay, thầy gửi đến tất cả các con đề tài những sai lầm tuổi tin, tuổi mà các cháu và các con đang ở cái điểm này. Là một con người đó, sai lầm ai cũng có. Sai lầm như là thuộc tính của người phàm. Khi mình nhận thức được những giới hạn mà sai lầm ta có thể vướng phải đó, bằng nỗ lực có phương pháp, ta sẽ khắc phục được ở mức độ tối đa. Nhờ đó các sai lầm tiềm ẩn sẽ không có cơ hội trở thành các hiện thực. Tuổi tiên là tuổi đang lớn, những thay đổi tâm sinh lý đã làm cho phần lớn các con á khác với chính mình trước đó một vài năm. Những phản ứng hóc môn diễn ra trong cơ thể làm cho những xáo trộn nhất định có mặt, và do vậy giao du tiếp xúc với bạn bè cùng nhóm lứa tuổi mà không làm chủ được chính mình á, các con dễ dàng rơi vào các sai lầm. Hậu quả của chúng bao giờ cũng lớn, nhất là các cháu nữ. Do đó để giúp cho các con nhận thức được giá trị của tuổi tiên, sống hạnh phúc với tuổi tiên và nỗ lực để xây dựng tương lai từ tuổi tiên, chúng ta cần phải tránh những sai lầm mà tuổi tiên có thể có. Thầy xin tương tự trình bày các sai lầm căn bản sau đây. Sai lầm do dựa dẫm vào cha mẹ, đây là một trong những sai lầm rất căn bản đối với các cháu thanh thiếu niên sống và lớn lên trong những gia đình mà cha mẹ thương yêu nuông chiều quá mức. Tình trạng này thầy tạm gọi đó là các cháu đã bắt đầu ở cái ngưỡng tuổi tiên, bắt đầu lớn lên bể cơ thể, chiều cao, vóc dáng. Nam thì ra lực lượng, nữ thì bắt đầu trở thành như là một người nữ đúng nghĩa. Nhưng cái sự khôn ngoan và trưởng thành về nhân cách cũng như phẩm chất đó, thì hầu như chưa đạt được. Do đó, tính trẻ con vẫn tiếp tục tồn tại trong cơ thể đã lớn về phương diện tâm hồn. Thì đó là một cái mâu thuẫn phát triển về thể chất, nhưng thể trí đó lại còn y nguyên. Và điều này đó, nó dẫn đến cái tình trạng rối loạn tâm sinh lý. Phần lớn tuổi tiên sống trong gia đình mà tính dựa dẫm vào cha mẹ quá cao đó, thì đánh mất ý chí tự vươn lên trong cuộc sống. Hầu như là mọi thứ được cha mẹ sắp xếp sẵn,
hy sinh và làm tất tần tật cho các con các cháu. Và do vậy ít nhiều chúng ta sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại. Rồi một số cháu có suy nghĩ sai lầm rằng tôi đang tuổi đang lớn, tôi bận nhiều cho việc học, tôi không có thời gian làm việc nhà, lấy đâu thời gian chăm sóc cha và mẹ. Do vậy thay vì nỗ lực để mình trưởng thành về nhân cách đó, thì nhiều cháu đã ỷ lại và xem việc cha mẹ cho phép mình dựa dẫm như là một cái quyền. Từ đó dẫn đến một lối sống ỷ lại, phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Tình trạng này thầy tạm gọi như là há miệng chờ sung rụng. Người ngồi chờ sung rụng á, là người không năng động, không nỗ lực, không phấn đấu, không vươn lên. Tìm một cái vận may nào đó từ một cây sung, trái của nó rụng xuống do làn gió đi ngang qua, và kẻ cầu may này mong rằng đó nó rơi rớt vào ngay cái miệng của mình để mình nhai thôi, chứ chẳng cần phải đi lượm nó từ ở dưới mặt đất, tức là không cần phải nỗ lực gì hết. Một số cháu tuổi tiên đó đã không tự chỉnh đồng hồ báo thức để có thể chuẩn bị cho một ngày mới, cấp sách đến trường. Đa khi ngày nay đó ta có đồng hồ báo thức, điện thoại có chức năng báo thức, hầu như không thiếu. Điều chỉnh cái đó nó chỉ tốn khoảng chừng 10 giây thôi. Nhưng mà nhiều cháu nghĩ rằng là tôi được cái quyền để cha mẹ báo thức dậy, và cha mẹ trở thành là đồng hồ báo thức cho mình. Trong đây có cháu nào có thói quen giống vậy không? Thấy cười không ha? Nghĩa là có đấy, mà ngại giơ tay. Cũng có một số cháu đó là chờ cha mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng, khiều khiều gọi dậy rồi còn dương vai ngã qua ngã lại, nướng tới nướng lui chút xíu nó mới dậy. Ở đây có cháu nào có thói quen đó giơ tay lên? Khá nhiều ha. Rất là thật tình. Thông thường khi một con chim trở thành trưởng thành đó, thì dấu hiệu của con chim đó đó là không cần phải chờ mẹ mớm mồi như là lúc chưa có thể tự lập được. Các cô chim và chú chim đó sẽ cất cánh bay và tập tỉnh những ngày đầu rất vất vả để tìm các con mồi về cho mình. Và đây là cái dấu hiệu của sự trưởng thành. Một cô cậu bé nếu tiếp tục nắm lấy bàn tay của cha của mẹ dìu dắt đi trong từng bước, thì các cô cậu bé đó sẽ không thể trưởng thành được. Thì tương tự ở tuổi teen, sáng mơ mà mình nhờ cha mẹ làm đồ ăn sáng, rồi cha mẹ phải lay động nhiều lần mình mới thức dậy, và cha mẹ chuẩn bị cho quần áo, rồi nhắc nhở mang giày dép, rồi trao cho găng tay, đưa mũ, rồi ta mới bắt đầu cho một ngày mới, thì chúng ta đã rơi vào cái thói dựa dẫm. Tính dựa dẫm giống như là các cái dây tùm gởi đó, bám vào một cây cổ thụ để nó có thể nâng được chiều cao và vươn mình với cái chiều cao của cây cổ thụ đó có. Nhưng vì bám vào một cây cổ thụ, chỉ cần một trận mưa to của ngày hôm trước thôi, ngày hôm sau các dây tùm gãy này có thể bị gió lốc mà bị quạt ngã xuống, giống như ở trước cái cổng chúng ta đó, cái rạp bị gió lốc mà bị ngã quỵ xuống bên dưới hết. Là bởi vì thân của dây tùm gãy không có cứng, nó phải bám và nương vào một cái gì đó cứng hơn, vững hơn để được tồn tại.
bản thân của dây leo á không có một sự lựa chọn khác, vì chủng loại trong tự thân của nó là như thế. Đang khi con người chúng ta đó, khi mới sinh ra thì yếu ớt hơn các loài động vật khác, nhưng càng ngày lớn lên chúng ta có ý chí nè, chúng ta có tri thức, có kinh nghiệm, có nghị lực, có nỗ lực, cho nên chúng ta không mềm nhũn như các sợi dây leo. Do đó tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ như một cây cổ thụ và bản thân mình là một dây leo là sai lầm. Do đó các cháu không cần phải cha mẹ lo tất tần tật mọi thứ cho mình. Ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 2013 vừa qua, các con có xem truyền hình trực tiếp về Nick không? Vui chưa xích không? Các con thích không? Vì sao mà các con thích Nick? Có cháu nói vì nghị lực sống. Từ thở mới sinh ra đó, Nick đã không có hai bàn chân, hai bàn tay như bao nhiêu người khác. Cha mẹ của Nick đó, tính đã quăng Nick vào trong sọt rác ra vì mặc cảm với xã hội. Sao là một đứa con không lành lẹn? Rồi tình cờ mẹ của Nick đọc được một bài báo trong một thư viện gần nhà, thấy tấm gương của những bà mẹ khác với nghị lực đã nuôi lớn được đứa con tàn tật và đứa con đó thành người. Ngày và đêm cha mẹ của Nick đã để bài báo đó ở giường ngủ của mình và đi một quyết tâm là không bỏ cuộc, quyết chí là giúp cho Nick được thành công. Và đây là công việc đó đó, cha mẹ của Nick không để cho Nick ở tầng trệt mà ở lầu một. Thì mỗi ngày mới có vài ba tuổi, Nick đã phải tập tành dùng sức của mình nhảy lên từng cấp thang một. Và đó là cách trao nghị lực cho Nick từ nhỏ. Khi đến tuổi đi học á, thì cha mẹ Nick đã không đưa Nick vào trong trường của kẻ tàn tật, vì cha mẹ Nick thấy rất rõ sống trong môi trường của những người tàn tật đó, cái nghị lực phấn đấu sẽ bị yếu đi, vì xung quanh toàn là những người mà sự sống của họ phải nương vào bàn tay yêu thương, sự chăm sóc của những người khác. Nghị lực của họ dù có đi nữa trở nên bị giới hạn bởi một cái cộng đồng mà nghiệp chung toàn là những sự nương tựa vào người khác thôi. Cho nên ngày cấp sắp đến trường đầu tiên, suốt một tháng sau á, Nick muốn tự tử, tại vì chúng bạn chơi cười, phê bình, giễu cợt. Nick đã nhiều lần phấn đấu để vượt qua và cuối cùng đã chiến thắng, không còn mặc cảm nữa, và học chung với chúng bạn lành lẹn hai tay hai chân, mà phần lớn họ là xuất thân từ những gia đình giàu có, đang khi Nick xuất thân từ một gia đình rất trung bình. Đó là cách mà thầy tạm gọi Nick đang nhón chân nhờ dối tay, nói theo nghĩa bóng ấy. Các cháu tuổi tiên á, muốn có chiều cao tốt hơn thầy thì mỗi ngày sau khi tập thể dục á, nhớ áp sát vào vách tường, nhón chân mình lên, thì các cháu sẽ thấy rằng mình cao hơn chiều cao bình thường của mình là một tấc hai. Vối tay mình lên chút xíu nữa, ta sẽ có thể nâng chiều cao mình lên thêm 2-3 cm nữa. Tập barfix là cách để làm giãn các đốt xương và nâng chiều cao tốt hơn. Và muốn như vậy thì chúng ta phải uống sữa nguyên chất đó, mỗi ngày trung bình là 1 ly 200 ml, giúp cho xương phát triển rất tốt và chiều cao mình được nâng lên. Chị em phụ nữ ngày nay có thói quen á, là đi giày cao gót, guốc cao gót để nâng chiều cao mình lên một tấc mấy. Nó giống như một động tác nhón chân thôi. Thay vì mình đi
giày cao gót, guốc cao gót thì ta hãy tập giống chân mỗi ngày. Ngay cái tuổi mà xương còn có thể phát triển được thì chúng ta sẽ có chiều cao cao hơn cha mẹ ruột của mình. Và ở tuổi đôi mươi, nít đã có được hai bằng cử nhân. Không có một bàn tay mà nít đánh vi tính đó, mỗi một phút 56 ký tự. Và bằng sự huấn luyện với nghị lực lên dây cót tinh thần cho bản thân, nít đã trở thành một diễn giả nổi tiếng toàn cầu, có mặt gần 50 quốc gia. Mỗi một lần thuyết trình đó, số lượng người tham dự lắng nghe, nít chia sẻ kinh nghiệm về nghị lực vươn lên khoảng vài chục ngàn người, như các con đã thấy từ bằng ảnh truyền hình. Cái gì đã làm cho nít nổi tiếng và số lượng người đến nghe đông như thế? Nếu nói về năng lực thuyết trình, có lẽ cũng không phải là vượt trội so với các diễn giả hàng đầu của thế giới. Người ta đến nghe nít chỉ vì nít không có hai tay, không có hai chân và một tấm gương phấn đấu thành công thôi. Như vậy, nít đã biến sở đoản của mình trở thành một sở trường. Và bằng cách này, nít không dựa dẫm vào cha mẹ của nít. Nít biết bơi lội, đá banh, đánh gôn, trượt sóng, những loại thể thao chỉ thích hợp với những người có hai tay hai chân thôi. Nói một cách khác là theo đạo Phật á, cái gì chúng ta phấn đấu, cái đó chúng ta sẽ đạt được. Vấn đề là thời gian thôi. Để rút ngắn thời gian đạt được, chúng ta phải phấn đấu có phương pháp và nghị lực. Phương pháp thuộc về kiến thức, nghị lực thuộc về cái ý chí phấn đấu vươn lên của bản thân mình. Cho nên là phải tập bỏ qua thói quen dựa dẫm, chúng ta sẽ trở thành là một người trưởng thành ở trong cái tuổi trẻ thơ. Bộ phim nói về cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại Michael Jackson có một đoạn mà người đã đưa Michael Jackson lên đỉnh cao của âm nhạc á đã nhận xét là khi còn là trẻ thơ, Michael Jackson có tâm hồn một người lớn. Khi trở thành một người lớn, Michael Jackson có tâm hồn của một trẻ thơ. Đó là một điều rất là đặc biệt và lạ kỳ ở Michael Jackson. Thiên tài nhạc pop, nhạc rock, với những điều nhảy rất sáng tạo, mà có lẽ là trong lịch sử chúng ta đến thời điểm hiện nay chưa có một người thứ hai. Ở 8 tuổi Michael Jackson đã chứng minh mình là một người lớn, mà điềm tĩnh, bản lĩnh nhưng rất khiêm tốn. Khi lên sân khấu, Michael Jackson là một con người hoàn toàn khác, một siêu sao ca nhạc. Tại vì Michael Jackson đã tập được cho mình cái tánh không dựa dẫm vào cha mẹ, mặc dù cha của Michael Jackson là một nhạc sĩ và dấn thân trong lĩnh vực sân khấu này, nhưng Michael Jackson không bị lệ thuộc vào cha mình. Cho nên ở tuổi này khi đi học về, các con đó nhớ là đừng ôm truyện tranh, đừng dán mắt mình vào máy vi tính, đừng cột mình ở trong chiếc tivi, đừng chờ mọi thứ được làm sẵn, đừng nhõng nhẽo với cha mẹ, đừng trở thành chí phèo đối với người thân của mình, mà hãy chứng minh rằng mình giống như Michael Jackson, là trở thành một người lớn trong cơ thể của một trẻ con. Nên là ta thông minh hơn, lớn trước tuổi, nhờ đó ta có thể tự lập cho bản thân mình, cha mẹ mình nhờ đó đỡ khổ, hạnh phúc và cảm thấy hãnh diện tự hào khi được một đứa con trưởng thành ở cái tuổi còn hồn nhiên và trẻ thơ. Do đó để bỏ qua cái thói dựa dẫm á, thì các con tập làm việc nhà bao gồm rửa chén, nhặt rau, quét nhà và làm những thứ mà cha mẹ của mình đã từng làm cho mình. Các việc này không khó. Cháu nào suy nghĩ rằng đó
việc học ngày nay nhiều quá, không còn thời gian nữa, cho nên các việc đó phải để cha mẹ mình làm là một sai lầm lớn. Chúng ta cần phải có thời gian nghỉ ngơi, là việc nhà là cách thư giãn tốt nhất, để cho bộ não mình nó không bị bão hòa, các cái căng thẳng trên não trạng nó được thư lắng xuống. Và sau 20-30 phút làm việc nhà, trở lại bàn học á, các con sẽ học tốt hơn. Thầy đi tu vào lúc 13 tuổi. Vào chùa đó thì thầy phải học 2 chương trình, vừa chương trình Phật học và vừa chương trình trung học cấp 2, giống như các con ngày hôm nay thôi. Ngoài việc học ra đó thì thầy còn phải làm công quả ở chùa. Toàn bộ chùa giác ngộ từ trên xuống dưới đều do thầy quét lau mỗi ngày 2 lần. Vào thời điểm đó thì máy bơm nước chưa có, phải kéo nước bằng rồng rập. Chùa thì có 2 lầu mà đến 20 mấy thầy, và thầy là người duy nhất kéo nước cho 20 mấy người sử dụng trong một ngày. Rồi phải đi xin củi vỏ dừa đem về, và phải dùng sức của mình để mà bữa củi ra. Nếu mình nghĩ rằng là thời gian mình không còn, thì khi được làm việc đó ta sẽ than ngắn thở dài thôi. Đằng này đó, thầy đã lao vào công việc với nỗi đam mê và cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm các công việc ấy. Nên từ nhỏ thầy đã có thói tự lập rồi. Đó là cái may mắn cho bản thân. Và nhờ thói tự lập đó cho nên thầy thành công sớm hơn các bạn đồng lứa tuổi và bạn trong lớp. Thấy được giá trị của sự tự lập á, thì việc dựa dẫm á, nó trở thành một cái gì đó không cần thiết nữa. Cũng giống như một người khỏe mạnh không cần phải ngồi trên xe lăn để cho người khác đẩy. Một người có sức khỏe tốt á, không cần phải thở bằng cái bình dưỡng khí oxy. Người có đôi chân khỏe không cần phải đi bằng cái nạng. Và thầy tin rằng là các con, các cháu với cái tuổi đang lớn, có sức khỏe, có nghị lực, có mọi thứ, chúng ta sẽ không phải nhờ vào các hỗ trợ không cần thiết của cha mẹ nữa. Ai mà có thói quen ứng xử cái gì cũng mẹ ơi, cái gì cũng cha ơi, chỉ cần ré một cái là mọi thứ mình cần có mặt hết, thì ta không thể trưởng thành được, mặc dầu cơ thể mình rất lớn, lớn như một người trưởng thành vậy. Có thể có chiều cao từ 1 thước 5 cho đến 1 thước 8, nhưng tâm trí mình vẫn còn trẻ con, thì ta vẫn được xem là người đang bị dựa dẫm vào cha mẹ. Hậu quả của lối sống dựa dẫm vào cha mẹ khi lớn lên đó là cha mẹ đặt đâu con sẽ ngồi đấy, nghĩa là chúng ta gần như không biết lập trình cho cuộc đời của mình. Cuộc đời chúng ta được lập trình bởi cái tình thương yêu của cha mẹ, cho nên chúng ta đánh mất sự sáng tạo, đánh mất cái năng lực làm mới, chúng ta đánh mất cái khả năng tự gọi là mở ra một cái tương lai cao đẹp cho chính bản thân mình. Do đó người quen được chiều chuộng sẽ không biết làm việc gì hết. Kết quả nam sẽ trở thành là công tử bạc liêu, nữ sẽ trở thành là các cô tiểu thơ, mà thầy thường gọi nôm na đó là công tử bột và công chúa bột. Lỡ mà cha mẹ mình phải đi xa hay là bị mất sớm đó, thì các công tử và tiểu thơ này đó trở thành là những người đánh mất năng lực tự tồn, vì chúng ta chưa từng nỗ lực làm những việc cần làm, cho nên chúng ta sẽ bị rối bời. Có nhiều nam nữ tuổi tiên đã mạnh dạn xin phép cha mẹ mình được đi du học ở nước ngoài ở tuổi lớp 9, lớp 10,
đó là những người có năng lực phấn đấu vượt trội rất tốt. Mà theo Đức Phật đó, mỗi con người chúng ta đều có tiềm năng bản lĩnh giống như nhau hết á, giống như một cái nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận. Có điều là có người đó biết khai thác đúng, có người khai thác sai, cho nên cuối cùng đó mình không làm được những điều mình cần làm, đang khi người khác thì thành công. Người như Nick thành công dễ dàng, chẳng lẽ chúng ta có đủ đôi tay đôi chân mà không làm được? Nick đã có một người vợ rất đẹp, có một cậu con trai rất là kháo khỉnh, cho nên hãy nhớ tưởng đến tấm gương của Nick. Và nhiều người tàn tật ở Việt Nam khác cũng có những nỗ lực phấn đấu rất đặc biệt, họ đã thành công chỉ vì họ tin rằng họ có năng lực để vượt qua các trở ngại, chỉ vì họ tin rằng họ có thể trở thành là chói sáng như là vầng mặt trời, vầng mặt trăng. Đang khi những người đánh mất nghị lực và không có niềm tin đó, sẽ biến mình trở thành con đom đóm lập lè giữa đêm thôi, mà bản chất lập lè đó không phải là ánh sáng. Ta có thể trở thành điểm nổi trội về đêm, rồi hài lòng hãnh diện tự hào về sự nổi trội đó, chúng ta vĩnh viễn là các con đom đóm và chỉ tồn tại về ban đêm, để lại một vài dấu ấn rất mờ nhạt trong đêm thôi, đang khi sự sống là ban ngày và cần đến ánh sáng. Các con các cháu thấy rằng là việc bỏ thói dội dẫm là dễ dàng không? Tại sao không? Bỏ dựa dẫm là dễ chứ. Ai cho thấy bỏ dựa dẫm là dễ thì hãy giơ tay lên. Sao có 1/3 vậy? Ai thấy bỏ dựa dẫm là khó giơ tay lên? Vậy chẳng lẽ các con các cháu lại muốn tiếp tục dựa dẫm vào cha mẹ hả? Ai thấy rằng là việc tự lập được bằng nghị lực phấn đấu là có thể làm được thì dành một tràng pháo tay thật to. Thì rất mừng khi các con đều vỗ tay, vỗ tay rất giòn như pháo nổ, nhớ là đừng có chém gió nha. Có nghĩa là mình phải phấn đấu và làm được thật. Điều hai, sai lầm do tánh khí sớm nắng chiều mưa. Tuổi tiên á là tuổi giống như là khí hậu vậy đó. Nắng á thì rất là nóng, mà mưa thì đôi lúc tầm tã suốt cả ngày. Thầy được ban tổ chức cho biết á, 3 ngày qua đó trời mưa tầm tã, cho nên cái không gian bao la bạc ngàn sinh thái đẹp như thế này đó lại không có cơ hội để phục vụ cho các con các cháu ở ngoài trời. Sáng mơ thì còn có được trời mát mát với không khí rất là trong lành, còn chiều tối thì mưa tầm tã. Các con các cháu thấy có buồn không? Nhưng bù lại có các thầy các sư cô đã tận tụy hết mình vì các con các cháu, rồi các tình nguyện viên là đàn anh đàn chị mình phải nghỉ các việc làm thường nhật. Có người đó thì từ thành phố Hồ Chí Minh về đây để tình nguyện phục vụ cho các con các cháu, thì ít ra mình cũng có một cái gì đó bù đắp lại, phải không? Có thấy có được sự bù đắp không? Cho nên niềm vui đó bắt đầu đã được lớn lên. Do vậy đó, chúng ta phải biết tạo niềm vui nội tại, tức là nó phát xuất từ cái nhận thức và lối sống của mình, bên cạnh các niềm vui ngoại tại nó liên hệ đến môi trường sống, điều kiện sống, rồi các cái hỗ trợ tích cực cho niềm vui qua ánh mắt nụ cười hân hoan rạng rỡ. Nếu cháu nào thấy rằng là mình được nâng đỡ bởi sự chăm sóc của các thầy các sư cô, bởi các tình nguyện viên, thì dành một tràng vỗ tay thật to. Thầy xin nêu ra một vài cái tánh khí sớm nắng chiều mưa
để chúng ta dễ hình dung về sự thay đổi thất thường của mình. Cậu bé rất là bảnh trai, phải không ạ? Cậu bé đã tập tành từ thở nhỏ, thói quen làm cho đầu óc của mình nó trở nên nhanh nhẹn. Chứ cậu bé đã không sử dụng máy vi tính để chat, tức là tán dóc trên mạng, chém gió những người mà mình là đùa giỡn. Ánh mắt của cậu bé đã cho thấy có một cái tương lai tươi sáng, rạng rỡ. Và muốn được như thế thì chúng ta phải có được cái tánh điềm tĩnh, đừng có sớm nắng chiều mưa. Sớm nắng chiều mưa nó thuộc về khí hậu. Đang khi tính cách của chúng ta là do chính mình hình thành nên, chứ không phải là một sự tình cờ. Và tánh khí của mình là không phải do ông trời sắp đặt. Vì Đức Phật dạy rằng ông trời chưa từng có thật. Mỗi người sinh ra có một tánh khí khác nhau. Ngay cả các cặp song sinh nữ, song sinh nam hay đa sinh ra đề thì chỉ chênh lệch nhau vài chục giây hoặc là vài phút. Tánh khí của mỗi người khác nhau rất nhiều. Ở trong đây có cháu nào là anh em song sinh, chị em song sinh không? Có không? Nghe tiếng có đâu đó. Các con các cháu có thấy rằng là song sinh, tánh của mình khác với anh của mình hay là khác với chị của mình, với em của mình không? Khác nhau nhiều, phải không ạ? Cho nên á, tin vào năm tháng ngày giờ quyết định tánh khí và cái vận mệnh của mình là một sai lầm lớn theo Đức Phật. Bởi vì khi tái sinh á, chúng ta đã mang theo tất cả các cái thói quen, rồi cái kinh nghiệm sống bao gồm phong tục, tập quán, văn hóa, kiến thức, tôn giáo. Cho nên sanh ra cùng một thời điểm, nhưng mà tánh của người do kế thừa những gì mà người đó đã làm ở kiếp trước, cho nên nó khác với những người còn lại. Nghe nói rằng Sạc Lô và Hitler là sanh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, có cùng một gương mặt giống nhau. Một người thế thì làm cả thế giới khóc, đó là Hitler, và một người làm cho cả thế giới cười là Sạc Lô. Vì tánh khí do chúng ta nỗ lực hình thành nên, bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, điều kiện sống, chế độ giáo dục và đặc biệt là kinh nghiệm cá nhân. Kinh nghiệm cá nhân nó tạo được thành tựu bởi những nỗ lực, trong đó nó có tính sáng tạo, phấn đấu và ý chí vươn lên trong cuộc đời. Đối với những người nào mà mỗi lần có một cái sự cãi vã nhau đối với chúng bạn hay là người thân thương, dù là lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn hay là cùng nhóm lứa tuổi, là bắt đầu chúng ta có thái độ ứng xử rất là tự kỷ. Chúng ta chỉ biết nhìn về chính mình thôi, chỉ biết nhìn cái quyền lợi cho mình thôi. Ai đụng chạm tới mình đó, tới mình đó là buồn ra một đống, giống như là một cái dũng lầy vậy. Thì đó là những người rất ích kỷ. Tự kỷ nếu là một cái chứng bệnh đó, về phương diện não thì có thể thông cảm được, còn tự kỷ về cái cá tánh muốn cho người ta phải chăm sóc mình, lo lắng mình, quan tâm mình đó, thì đó là một cái thói ích kỷ. Và là nam hay nữ mà vướng vào cái thói tự kỷ đó đó thì chúng ta sẽ trở thành là rất khó ưa, rất khó chê. Ít có ai mà có thể cảm thông, gần gũi, giao lưu, tiếp xúc với mình được lắm. Cho nên các con và các cháu cố gắng lại phải vượt qua cái thói tự kỷ. Những biểu đạt của thói tự kỷ như thế này: khi có một cái trò chơi nào đó mà cha mẹ trong nhà muốn mình chia sẻ chung với anh chị em, mà mình chỉ muốn chỉ mình, một mình được hưởng thôi, thì đó là thói tự kỷ.
Khi cha mẹ mình chăm sóc cho đứa em của mình hay người anh, người chị mình đang bị bệnh mà mình cảm thấy ganh, không muốn chia sẻ cái cảm xúc đó cho người thân của mình là thói tự kỷ. Khi cha mẹ mình là phải bận công việc rời khỏi nhà, mình oà lên mà khóc và muốn đeo bám vào người mẹ, muốn được người mẹ gọi là dỗ dành và làm hết mọi thứ cho mình là thói tự kỷ. Và những người như thế sẽ có một thói quen, đó là tánh khí rất là thất thường. Bởi vì chúng ta bị đeo bám quen, chúng ta không muốn gọi là có một cái gì đó mà mình phải chia sẻ với người khác. Tất cả phải tập trung cho mình như một cái bản lề, mình như là một cái trung tâm, mình như là cái điểm nhấn vậy đó. Tất cả phải tập trung vào mình hết. Đó là một thói quen xấu. Các con các cháu hãy nỗ lực vượt qua tính khí đó. Một trường hợp khác, khi ai đụng đến mình dầu nó chẳng đáng đâu vào đâu hết, thì có cháu đã lên Facebook hay là blog cá nhân nói bóng nói gió, rồi đầy ai oán trách móc, rồi lôi chuyện đau buồn của mình kể trên Facebook cho những người hoàn toàn không có liên quan gì đến mình hết á, để mong cầu một sự an ủi nào đó, thì đó cũng là tánh khí thất thường. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta đó, những chuyện gì không đáng hãy bỏ qua, khép nó lại với quá khứ, không cần phải kể cho người thứ hai nghe. Đưa các cái thông tin cá nhân, rồi những chuyện không đâu trong gia đình hay là trong lớp học với bạn bè lên ở trên mạng á, là tự làm khổ mình thôi, chứ không lợi ích gì hết á. Bạn bè của mình sẽ nhìn vào đó mà cười mình, thấy rằng mình còn quá trẻ con đi, tánh chưa được trưởng thành. Cho nên á, các con các cháu nhớ là đừng có bộc lộ cảm xúc của mình ở những cái trang mạng xã hội, mà về sau này các con khi lớn lên sẽ cảm thấy hối hận. Có những điều gì mà mình cảm thấy chịu được không nổi thì đừng có đè nén và ém chịu nó. Hãy chia sẻ với cha mẹ, vì cha mẹ chúng ta có kinh nghiệm và có thể giúp cho mình vượt qua, hoặc là nhờ thầy cô giáo mình tư vấn để mình vượt qua. Một tình huống khác, bất kỳ ai khi nhờ người khác làm một việc gì, hay là mình mở lời hợp tác mà bị từ chối, và sự quan tâm của người khác dành cho mình trở nên ít hơn, từ đó rơi vào trạng thái buồn, mặc cảm, tự ti, chán chường, tủi phận, thì người đó được xem là người sớm nắng chiều mưa. Các cô gái tuổi teen thường rơi vào trạng thái này khá nhiều. Vui thì rất là nhanh mà buồn cũng rất là mau, giống như là lửa rơm vậy đó, hừng hực lên bằng cảm xúc, sau đó bắt đầu nó trầm lắng xuống. Nếu chúng ta không nỗ lực để vượt qua thói này đó, chúng ta sẽ rơi vào chứng bệnh trầm cảm rất dễ. Mấy ngày qua các con có theo dõi vụ mà mấy học sinh bị phạt do chưa đến tuổi trưởng thành mà lái xe không? Từ đó đã tự tử mà chết. Biết việc đó không? Một số đó biết, một số nó không. Cái đó là một cái tình huống rất đau lòng. Và về phương diện tâm lý học đó, thì các cháu bị phạt do lái xe ở tuổi vị thành niên mà không có tiền phạt, đi mượn tiền của làng xóm rồi phải dùng xe để đi mượn, rồi lại tiếp tục bị phạt nữa mà không biểu tỏ được cái nỗi đau đó cho ai. Người khác không có quan tâm đến mình, không cảm tâm đến mình, dẫn đến cái việc tự tử. Đó là tánh khí sớm nắng chiều mưa. Thế mình quan trọng cái cảm xúc và cái to của mình quá lớn đi. Đang khi đó những cái xấu hổ đó nó chẳng đáng đâu vào đâu hết á.
Việc tự tử đó đã làm cho các bậc cha mẹ phải khổ đau, vì phải chia tay, vẫy tay chào với những đứa con mà sự sống của nó được trưởng thành từ nấm ruột ở trong cơ thể của người mẹ. Chúng ta đã cắt đứt nỗi đau bằng con đường tự vẫn, là đẩy mình vào sự bế tắc, nhưng nỗi khổ niềm đau còn lại cho những người thân thương là rất lớn. Cho nên đừng bao giờ nghĩ đến những lối ứng xử tiêu cực đó. Khi có nỗi buồn mà mình nổi dậy trong đầu những suy nghĩ là tôi kết thúc đời tôi, thì hãy nên tìm đến cha mẹ, thầy cô giáo, anh chị em, bạn bè chia sẻ và vượt qua. Đừng bao giờ nghĩ tới nữa, đó là sự dại dột. Chính người vừa ý là câu nói trong dân gian Việt Nam. Cho nên mình muốn người khác quan tâm mà người ta chưa quan tâm, không có gì là buồn. Đó là thói thường tình thôi. Nít đã không cần đến cha mẹ quan tâm, nít tự đánh răng, tự mặc áo, tự ăn uống. Các con các cháu có thể lên YouTube hoặc là google.com, đánh vào chữ nít, các con các cháu sẽ được xem những cái đoạn video clip về sự tự lực của nít. Và nít rất bài bản về giờ giấc. Kant, một triết gia nổi tiếng của Đức và cũng là triết gia nổi tiếng toàn cầu, đã tự khép mình vào trong sự nề nếp, và suốt cuộc đời Kant chưa từng rời khỏi cái tỉnh mà ông sống. Tên tuổi của ông đã trở nên bất hủ trong triết học này. Ông điều độ và bài bản đến độ đó, nhà nào mà thấy ông đi ngang qua thì biết cái đó, thời điểm đó là lúc mấy giờ, vì ông chưa từng đi sớm hơn, chưa từng đi muộn hơn, dầu chỉ là một phút. Rất bài bản. Và suốt cả một cuộc đời ông đã làm như thế. Tức là tạo cho mình một cái gì đó rất điềm tĩnh, rất chuẩn mực, rất bài bản, không có sớm nắng chiều mưa. Thích thì lao vào một cái say mê, nhưng mà không thích thì bỏ hết mọi thứ. Tính khí đó sẽ làm cho chúng ta bỏ cuộc nửa chừng, không thành công nữa trong cuộc sống. Đối với những chàng trai sớm nắng chiều mưa đó, là lúc chỉ một cô bạn gái, một nàng gà bông nào đó từ chối thôi, sự quan tâm hay là lỡ hẹn thôi, thì cảm thấy là mình giận dỗi, rồi mất vui, rồi bỏ đi, đập bàn, xô ghế, căng thẳng, thì rõ ràng là sự trưởng thành nhân cách là chưa có. Hoặc các cô gái chỉ do vì cha mẹ mình bận, đã hứa hẹn với mình dẫn mình đi đâu đó mà không đi được, mặt chầm chầm một đống, đó là tánh khí thất thường. Ta phải tập tìm hiểu để có được sự cảm thông về những cái khó khăn của cha mẹ, người thân thương, thầy cô giáo, bạn bè, để chúng ta có thể trải nghiệm được cái tính chất quan tâm về người khác, và nhờ đó chúng ta sẽ giàu lòng nhân ái hơn. Trong mấy ngày qua, các con các cháu được sống ở trong cái khu hội trại, các con các cháu tập cái thói quen giao tiếp lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, nâng đỡ nhau, và xem những người xa lạ như là những người thân. Thì đó là cái cách để mình vượt qua được cái tính khí thất thường. Trời mưa tầm tã mà mình vẫn kiên nhẫn, không vui chơi giải trí hoài trời được, chúng ta vẫn cảm thấy có niềm vui, là vì chúng ta đã biết chấp nhận các cái rủi ro, các sự cố, các cái diễn tiến ngoài ý muốn mình, vì chúng thường là những quy luật rất khách quan. Phải hiểu được tính quy luật khách quan đó, để chúng ta dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta vẫn có thể làm cho mình được hạnh phúc. Và đây là cách tự huấn luyện nhân cách. Điều 3, sai lầm trong ôn thi. Không phải ở tuổi teen việc ôn thi mới bắt đầu có. Từ lúc chúng ta học lớp 1 đến mùa thi, vào những tháng mùa hè,
chúng ta phải có kỹ năng ôn thi để thành công trong việc học và làm cho cha mẹ của mình đó nở mặt nở mày khi mình đỗ đạt được cao. Sau đây là những cái sai lầm căn bản mà các con các cháu cần phải tránh để chúng ta có thể nắm chắc được kết quả thi cử trong tầm tay của mình trước khi mình ngồi trong phòng thi. Chứ đừng có phải chờ làm bài thi rồi mà biết mình là đậu hay rớt. Trước mùa thi là ta phải có niềm tin rằng mình phải đậu đó. Và do vậy thầy khuyên các con các cháu các điều sau đây. Thứ nhất là đừng ôn các kiến thức quá xa lạ và quá khó, vốn ta chưa được học ở trong các sách giáo khoa. Bởi vì nội dung của bài thi đó nó sẽ nằm trong những gì chúng ta đã học thôi. Những nội dung thi, những câu thi đòi hỏi đến tính thông minh đó, nó chỉ chiếm khoảng 5% và nhiều nhất là 10% thôi, chứ đâu phải là đại đa số. Cho nên có nhiều cháu nó muốn chứng tỏ rằng là mình có kiến thức vượt trội hơn chúng bạn, cho nên không ôn và học những thứ mà mình đã học trong sách giáo khoa, mà chỉ tìm kiếm những cái gì nó lạ mới, mà kết quả là nó chẳng phục vụ được gì cho việc thi cử của chúng ta cả. Giả sử mình có làm được 5% những cái điểm nó thuộc về IQ thì điểm đó nó không phải là điểm vượt trội. Đang khi đó do việc tập trung vào các cái kiến thức mới lạ và khó, chúng ta đã sao nhãng việc ôn tập lại những kiến thức rất cơ bản trong sách giáo khoa. Và chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản này thôi, chúng ta có thể đỗ đạt được điểm 8/10 rồi. Đó là điểm giỏi rồi. Do đó phải học ngay từ những ngày đầu tiên cấp sách đến trường, ở những đầu học kỳ đó, chứ phải là chờ đến cuối học kỳ chúng ta mới học ngấu nghiến, học là nhồi nhét, học ngày học đêm, học đến độ căng thần kinh không nhớ gì được hết á, bởi vì mình đã bị ức chế tâm lý rồi. Cho nên các con các cháu hãy tập thói quen vào lớp học á thì đừng có chép từ đầu chí cuối những gì được thầy cô giáo dạy, mà chép những cái nội dung mang tính chìa khóa, những cái cốt lõi, những cái căn bản. Thì thường nó xuất hiện bởi những cái động từ quan trọng, những tính từ quan trọng, những cái tiêu đề quan trọng. Chúng ta ghi chép lại những điều đó và hiểu điều đó thật kỹ thì việc ôn tập về sau này rất dễ. Còn cháu nào ỷ lại mình thông minh, trong lớp học không ghi chép gì các thầy cô giáo dạy, thì đến lúc mà ôn thi đó, chúng ta thấy kiến thức nó giống như là một cái biển trời mênh mông, không biết đâu là đầu mối hết, chúng ta sẽ bị rối tung lên. Thứ hai, tránh học tủ và tránh đấu mò. Nhiều cháu lười biếng đã không chịu học và làm công việc đấu mò, cho nên phải chọn một số câu để học tủ. Đỗ đạt do học tủ và do đấu mò là không đảm bảo. Điều mà các cháu nên tránh đó là đừng nên suy luận rằng câu đề thi này đã ra hồi năm ngoái rồi thì năm nay sẽ không ra nữa. Thực tế nó không phải vậy. Những kiến thức căn bản, những cái mảng kiến thức quan trọng đó sẽ có thể ra nhiều năm liên tục. Do vậy chúng ta cũng nên làm cái công việc gọi là thống kê, ví dụ như là đề văn trong 4 năm, 5 năm nó ra về cái nhóm chủ đề nào, thì chúng ta sẽ biết rằng là cái tần số xuất hiện của nó vào năm nay có cao hay không. Nếu nó đã ra 6 năm liên tục rồi thì năm nay có thể nó không ra nữa. Đó như thế thì còn có thể có tính logic. Còn chỉ vì năm vừa rồi nó ra, năm nay nó không ra nữa thì cái cơ hội nó không cao. Cho nên việc đón mò sẽ làm cho chúng ta đã tập trung học có vài ba câu học thuộc lòng thôi. Và do vậy khi vào phòng thi các câu hỏi được đặt ra
khác với những gì chúng ta đã học mò, thì chúng ta sẽ bị rơi vào cái rủi ro và thất bại rất lớn. Cho nên các cháu tốt nhất là hãy học điều. Ví dụ như trong chương trình văn sử địa, nó có khoảng 8 mảng nội dung. Thay vì học mò chúng ta chỉ học một mảng nội dung thôi, thì chúng ta học điều 8 mảng nội dung đó, các câu có kiến thức quan trọng và căn bản. Làm thầy bói trước mùa thi cho chính mình là một sai lầm lớn. Ở đây có cháu nào có thói quen bói toán cho bạn của mình không? Tức là bói tay nè, xem chỉ tay, bói nhân tướng, bói năm tháng ngày sinh, bói bài, và bói theo kiểu chém gió nữa. Nhớ là đừng làm thầy bói. Ai muốn hạnh phúc trong cuộc đời thì phải xa lánh thầy pháp, thầy bói, thầy đồng bóng, thầy đóng mò, thầy bùa ngải. Vì những đối tượng đó chỉ mang lại nỗi sợ hãi cho các cháu thôi. Đang khi đó cuộc đời đã thay đổi theo nhận thức của mình, theo lối sống của mình, theo hành động của mình, chứ không phải là do những cái ấn định đó mà cuộc đời chúng ta phải xảy ra như vậy. Thứ ba, tránh chạy xô và học thêm quá mức. Thầy cô giáo chạy xô dạy học còn có thể thông cảm được, bởi vì cái lương bổng quá thấp. Học trò mà chạy xô học thêm mới là một sai lầm lớn. Có nhiều cháu cứ nghĩ như thế này nè, phải chạy xô học thêm, luyện thi ở trường A, luyện thi ở nhà thầy cô, rồi đến các lò luyện thi cấp tốc, học ngày học đêm thì mình mới đỗ đạt cao. Ta phải hiểu toàn bộ nội dung mình học ở trên lớp, và mỗi một giờ học trên lớp á, thì ta phải tự học thêm ở nhà hay là thư viện 2 giờ đồng hồ. Đó là phương cách giáo dục ở phương Tây, mà các cháu học sinh á, 6 giờ sáng là phải cấp sách đến trường, rồi đến 5 giờ chiều mới về nhà nha. Tới gần như là có 10 cho đến 11 giờ ở trường, về nhà là không học bài nữa, không ôn gì nữa hết á. Vì học xong rồi các cháu học sinh là tự ôn, tự học thêm luôn bài vừa mới học, và nghiên cứu luôn cái bài mới cho ngày hôm sau. Cho nên về nhà chỉ để giải trí vui chơi, rồi ăn uống, sinh hoạt tình cảm với cha mẹ, với bạn bè. Cho nên nó phát triển một cách đồng đều giữa kiến thức nè, giữa thể lực nè, giữa thái độ sống nè, giữa kỹ năng sống nè. Bốn phương diện đó nó cùng một lúc được phát triển. Cho nên là lịch học mà quá dày đặc á, là chúng ta đang bị nhồi sọ đến độ đó là não mình nó căng ra và nó không còn đủ sức để nhồi nhét được, chứa đựng được các kiến thức nữa. Cho nên kiến thức là học ở Việt Nam mình nó thường đi cao hơn phương Tây một năm. Các cháu học lớp 6 ở Việt Nam qua Mỹ đó vào học lớp 8 vẫn còn thấy dễ, bởi vì trình độ lớp 8 của Mỹ nó bằng với lớp 6 của Việt Nam thôi. Tại vì Việt Nam mình nhồi nhét quá lớn đi. Cho nên các cái kỳ thi Olympic thì phần lớn học sinh Việt Nam mình đoạt giải tốt. Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Anh, Canada là không đoạt được cao như học sinh Việt Nam. Nhưng mà lên đến cử nhân á, thì dân phương Tây cao hơn người Việt Nam. Lên thạc sĩ họ cao hơn mình rất nhiều. Lên tiến sĩ đó hầu như là mình bị rơi rớt rồi. Còn dân da trắng á, thì họ lúc đó họ phát huy một cách tốt đẹp, tại vì họ không có nhò nhét như mình. Do đó các con các cháu đừng làm cho cha mẹ tốn tiền bằng cách là chạy xô học thêm. Cái gì mà mình chưa biết mình có thể học thêm ở bạn bè của mình. Còn cháu nào kém quá thì chỉ cần học thêm ở một nơi là đủ rồi.
khắc phục được 3 sai lầm căn bản trong ôn thi và trong mùa thi, các cháu sẽ có thể thi tốt, thi có kết quả tốt. Lỡ mà trong kỳ thi đó kết quả không như ý thì đừng có buồn, vì mình đã làm hết mình rồi, đã làm có phương pháp rồi, phấn đấu thời gian, công sức, tâm huyết thì hãy hài lòng với kiến thức và kết quả đạt được, đừng có mặc cảm với chúng bạn. Trước khi đến phòng thi đó thì các con các cháu phải chuẩn bị đủ hết tất cả các cái dụng cụ cho việc thi, viết, thước, cơm ba, dụng cụ tẩy. Tới phòng thi, tới cái trung tâm thi đó, trước trung bình là nửa tiếng, hãy đi bách bộ trong không gian của trường thi và xem chỗ đó giống như là làng xã của mình đang sống vậy. Rồi khi ngồi trong phòng thi đó thì các con các cháu hãy liên tưởng rằng là tôi đang ngồi ở cái phòng học của mình, để mình không có cảm giác bị lạ, và từ đó ta trở nên điềm tĩnh hơn, không sợ hãi. Xem những người đang gác phòng thi, bao gồm các giám thị thi đó, là những người thân của mình, để mình không bị lính quýnh. Nhờ đó chúng ta sẽ có thể sử dụng được cái nguồn ký ức tốt và làm bài thật là tốt, đó là những kỹ năng tâm lý. Điều 4, sai lầm do đua đòi và phung phí. Đua đòi đó nó thường bắt đầu bằng công thức, bằng bạn, bằng bè. Tuổi teen là cái tuổi đua đòi rất là nhiều, vì chúng ta thường ngó trước, ngó sau, ngó trái, ngó phải. Thấy bạn cùng lớp mình, cùng lứa tuổi mình có một chiếc xe đạp xịn hơn, có một cái smartphone, có cái iPad, có những cái dụng cụ sang trọng, thì lòng mình cảm thấy nó hơi nhói và về nhà gây áp lực với cha mẹ, buộc cha mẹ phải nai lưng ra mà làm để mua cho mình những thứ mà trên thực tế cái nhu cầu sử dụng không cao. Ở tuổi teen mà thích hàng hiệu đắt tiền là phá sản sớm. Nói theo đạo Phật á, là chúng ta đang gây cái nghiệp tổn phước. Cái nguồn phước của mình đó lúc mình chưa có gieo gì hết, đâu có. Mình mà xài hàng hiệu đắt tiền đó, giống như mình đang vay nợ ngân hàng với một lãi suất cao, và cha mẹ chúng ta là một cái ngân hàng, mình đang vay nợ. Lẽ ra con cháu phải hiếu kính, đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, mà chúng ta đã phải làm cho cha mẹ của mình khổ vì mình, chỉ vì chiều cho con em được nở mặt, nở mày với bạn bè thôi. Dấu hiệu đua đòi đó thường diễn ra như thế này: khi mình thấy bạn bè mình có một cái gì khác với những gì mình đang có, thì mình cũng đồng lúc ấy muốn rằng mình sở hữu cái vật đó. Ở đây có cháu nào có thói quen như thế không? Giơ tay thầy coi. Khoảng 1/40, rất may. Như vậy là thói đua đòi không có nhiều lắm. Trong giảng đường này, cháu nào có thói quen khi mình yêu cầu cha mẹ cho mình một cái vật dụng nào đó để mình bằng mặt được với bạn bè mình, hãnh diện với bạn bè mà cha mẹ không đáp ứng được, thì mặt xù xụ một đống, giơ tay lên. 1/38. Đó là cái thói đua đòi, và cũng là một thói quen xấu. Như vậy hãy dành một tràng vỗ tay vào lớn để tán dương những người không đua đòi. Các con có xem những bộ phim mà những diễn viên nổi tiếng đóng vai nhà nghèo chưa? Quá nhiều người coi. Và khi những diễn viên nổi tiếng mặc áo rách rưới do thân phận nghèo của gia đình, các diễn viên đó có đẹp không? Đẹp như thường thôi, đâu phải ăn mặc sang trọng mà đẹp hơn, phải không à? Đẹp nó do cái dáng vẻ cơ thể của mình có, đó là cái đẹp thẩm mỹ.
Ngoài ra mỗi người nó còn có cái đẹp tâm hồn nữa, đó là cá tánh nè, nhân cách nè, đạo đức nè, phẩm chất nè, lòng vô ngã nè, tâm vị tha nè, và nhiều tố chất khác nữa. Để có được cái nét đẹp tâm hồn á, các con các cháu hãy tập cho thầy thói quen mỗi ngày cười khoảng 20 lần, một lần 15 giây. Cười mắt trời ông địa, cười thoải mái. Và cười thoải mái như thế này đó, các con sẽ trẻ đẹp hơn. Tập cười ngay lúc mình tập thể thao, chứ đang lúc ở trong lớp học thầy cô giáo giảng bài nghiêm trang mà mình cười kha kha kha, ta tưởng mình điên. Dẫn vô bệnh viện Chợ Quán hay bệnh viện Biên Hòa. Khi tập cười đó thì các con các cháu liên tưởng là cái gương mặt mình như là hoa hướng dương hay là cái hoa sen đang nở tươi. Ai mà có thân thể không được đẹp, có làn da không được trắng, có nhiều cái tàn nhang, có nhiều mụn ở trên gương mặt á, mà tập cười vui vẻ từ bên trong tâm và vui vẻ bên ngoài, thì chúng ta sẽ có thể có thêm những cái sở trường mới, chúng ta sẽ đắc nhân tâm. Cho nên đừng có mặc cảm, và do đó không cần phải đua đòi hàng hiệu, áo quần sang trọng, đồ tiêu dùng đắt tiền. Chùa Giác Ngộ của thầy có một gia đình làm nghề kim hoàn rất giàu có. Cha mẹ làm chủ ngành kim hoàn này đó phải đóng kịch với con gái của mình như thể là gia đình ở dạng trung lưu thôi, không cho con gái tiếp xúc với cái phòng cái tiệm bán vàng. Rồi lâu lâu cũng phải giả bộ gọi điện thoại trước mặt con mình mượn tiền người khác. Nhờ đó con cái không có thói đua đòi và đi du học ở Úc từ nhỏ. Đến tuổi 21 đậu thạc sĩ xuất sắc. Mà thông thường á, phải tuổi 24 học ông sức tiên tiến mới có thể đạt được thạc sĩ. Tức là tốt nghiệp trước 3 năm so với chúng bạn. Và trở về nước á, ngay thời điểm 21 tuổi đã làm tổng giám đốc của một tiệm vàng lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà chị này đó là hoàn toàn không có đua đòi. Thường người làm nghề kim vàng là tiếp xúc mỗi ngày, mở mắt ra là đô la, mở mắt ra là vàng, mở mắt ra là hộp xoàn. Nhưng không hề trang sức, không son phấn, cũng không có đeo trên cơ thể của mình. Đang khi đó, đó là cái nơi mà cung cấp bán sỉ cho các tiệm vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Người giàu mà ta còn không đua đòi, huống hồ mình hoàn cảnh không được như thế mà đua đòi là không cần thiết. Và cô tổng giám đốc này đó có thừa tiền mỗi lần đi nước ngoài để ký hợp đồng, đi trong nước để có thể mở các cái chi nhánh và mạng lưới, có thể ngồi hạng business dư sức thôi. Nhưng không, cô ấy đã mua online vé rẻ tiền thôi để tiết kiệm, và số tiền còn lại đó đi làm từ thiện, đóng vai như là một cô sinh viên nghèo khó thôi. Đó là biết tự giấu mình, khoe của khoe mẻ là tự mời gọi rắc rối thôi. Nhiều quý bà lớn tuổi đó mang hộp xoàn giả rồi vàng giả mà đi ở các đường phố thành phố Hồ Chí Minh á, dễ dàng bị giật lắm. Kể giật xong mà phát hiện ra đồ giả còn quay ra là đánh nữa, nó già mà còn xí xọn. Cho nên ta phải biết hài lòng với hoàn cảnh mà mình đang có để không gây khó dễ cho cha mẹ mình, và chúng ta không phạm vào cái tội pháp phước mà đôi lúc á, nhiều cháu tuổi teen đã không nghĩ đến, không nhận diện ra. Lý do mà chúng ta đua đòi đó, nó có thể
bắt nguồn từ cái thói nuông chiều của các bậc cha mẹ, cô chú, những người lớn trong gia đình. Từ nhỏ mình đòi cái gì được cái đó, nó quen rồi. Sau này mình không còn có lý trí nữa, cái thích là đòi. Đòi không được thì làm nư. Có nhiều cháu đòi không được là khóc lên, dỗ cỡ gì cũng không được, và chỉ cần mua những cái vật dụng đó là cười khà khè. Đó là một thói hư. Hoặc là một số cháu sống trong những gia đình mà cha mẹ và người lớn cũng có cái tánh đua đòi. Làng xóm có cái gì là trong nhà mình cũng phải có cái đó. Thì tự động mình bị ảnh hưởng bởi thói quen xấu này. Cho nên cái gì xấu chúng ta không nên bắt chước. Cái nào hay đó, không cần khích lệ, chúng ta cũng phải tự học, để chúng ta trở thành là một người chững chạc ở tuổi hồn nhiên và trẻ thơ. Hậu quả của việc đua đòi đó thường dẫn đến bỏ bê việc học hành, tiêu tiền phung phí, tự đánh mất chính mình, và thậm chí có nhiều thanh thiếu niên tuổi teen đó, vì đua đòi mà cha mẹ không đủ sức để đáp ứng, cho nên đã trở thành những kẻ phạm pháp rồi ngồi tù từ nhỏ. Thầy có 5 lần thuyết giảng cho 2.100 phạm nhân tại trại giam K10 huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân cho tại giam Sơn Phú 4 ở thành phố Thái Nguyên ở miền Bắc. Trong hai trại giam này đó, phạm nhân vị thành niên chiếm khoảng 10%. Bởi vì cái mức độ vi phạm luật pháp là quá nghiêm trọng. Kẻ giết người máu mặt quỷ dân luyện là một trong những cái điển hình mà chúng ta đã thấy. Còn các cháu vị thành niên ở tại trại giam Sơn Phú 4 đó, là do vì dướng vào đường dây nghiện ma túy và buôn bán ma túy. Do đó các cháu đó thì giao du với xã hội mà thấy những người lớn tuổi hơn mình tốt với mình quá mức, cho mình vật này, cho mình là hàng hiệu kia, cho mình tặng phẩm nọ một cách vô điều kiện, rồi rủ mình đi chơi chỗ này chỗ nọ, là các cháu đang bị dướng vào các cái mồi mà việc vào nó thì dễ mà ra thì khó. Nó giống như là các cái bẫy cá vậy đó, cái đầu vào thì rất là to mà cái lỗ ra thì nhỏ xíu, ra không được, ra thì bị dướng kẹt thôi, rỉ máu cơ thể. Mà con mò bên trong thì nó đâu đáng bao nhiêu đâu, nhờ vì ham muốn, vì cái to mình được tăng bốc, cho nên mình đã dướng vào cái bẫy và trở thành nạn nhân của những kẻ xấu, nhất là các cháu gái phụ giúp cha mẹ buôn bán, rồi có các dì lớn tuổi hơn tặng vật này vật kia, rủ đi chơi, bao đãi tất cả mọi thứ hết, rồi cho đi du lịch, sau đó chỉ cần cho uống một ly thuốc mê thôi, thức giấc lại mở mắt ra là thấy mình đang ở trong động thổ và bị buộc phải bán dâm. Nhiều cháu vị thành niên rơi vào hoàn cảnh đó. Cho nên ở cái tuổi teen á, chúng ta đừng dội buôn bán, vì phải tận hưởng cái thời gian tuổi thơ này để học đến đây đến chốn, kiến thức được chững chạc và lập nghiệp trên kiến thức vững vàng đó là một sự lập nghiệp bền vững và lâu dài. Đua đòi dẫn đến thói quen phạm pháp là đánh mất tương lai. Sau khi ra tù rồi đó, ta còn phải bị 3 năm thử thách. Lý lịch của mình được đánh dấu là lý lịch đen, đi xin việc làm rất khó, ăn cắp giật dọc mà trị giá khoảng 500.000 thôi, khi bị bắt á chúng ta phải bị bỏ tù 8 năm, án phí tối thiểu là 3 triệu đồng, 3 năm thử thách nữa là 11 năm. Nếu cứ trung bình mỗi một tháng ta tìm được là 2 triệu đồng tiền lương ở vùng quê và 3 triệu đồng tiền lương ở thành phố lớn, nhân cho 11 năm như thế, so với con số tiền mà chúng ta ăn cắp và giật dọc có 500.000 là chúng ta quá lỗ lã về kinh tế.
và bị một cái tiếng xấu rất là lâu dài. Cho nên thà chậm nghèo một chút xíu, thà chậm giàu một chút xíu, thà giàu ít một chút xíu, mà chúng ta giữ được phong cách văn hóa nghèo cho sạch, rất cho thơm, để chúng ta không phải đua đòi với những chúng bạn ăn chơi. Nếu các con các cháu thấy việc làm này là có thể thực hiện được, hãy dành một tràng vỗ tay để cam kết. Các cháu phải tập và tiết kiệm, mở sổ tiết kiệm. Khi cha mẹ mình cho tiền, khi được người lớn tặng tiền vào những ngày sinh nhật, vào những ngày lễ có ý nghĩa đối với gia đình, chúng ta phải tập thói quen hoạch định cái ngân quỹ và chi tiêu tài chánh từ nhỏ. Thì mỗi cháu nên có một cái ống heo bỏ vào các tiền lẻ bạc cắt. Thì sau một năm khui ra, ta có thể có được cái số tiền giúp cho cha mẹ, người thân hoặc là những mảnh đề bất hạnh hơn mình. Hãy tập xác định về tài chánh, rồi xác định đích đến của mình, thời gian ngắn, thời gian dài, không đốt tiền. Phải có kế hoạch ghi sổ sách, chi tiêu cái gì chúng ta phải ghi sổ hết. Thói quen này sẽ giúp chúng ta dễ dàng tiết kiệm hơn. Còn xài mà mình không ghi sổ đó, có thể mình xài rất nhiều nhưng mình không biết mình xài nhiều. Nhất là các cháu nào được cha mẹ nuông chiều cho các cái thẻ Visa, thẻ Master và những cái thẻ xài trước trả sau đó. Sau một chuyến đi du lịch về đó, các cái bill gửi về nhà đó, mở mắt ra là cha mẹ xanh dần tái mấy mặt vì con em của mình xài quá phung phí đi. Cho nên phải phòng hờ các rủi ro. Thay vì có tiền lẻ, ta ăn kẹo, sô-cô-la, sau thời gian là rụng hết hàng tiền đạo, xấu lắm. Bỏ ống heo để làm các việc lành về sau này. Điều 5, sai lầm của các chàng trai tuổi tiên do thích cưa chứ không yêu. Thầy dùng ngôn ngữ tuổi tiên cho vui. Tuổi tiên ngày nay đó dễ bị khuấy động về yếu tố bản năng. Bản năng là những cái thôi thúc ở trong cơ thể mang tính phản ứng hóc môn. Ở tuổi 12-13, khi sử dụng các phương tiện truyền thông, tivi, truyền hình, rồi radio, báo chí, internet, các cái phản ứng hóc môn về giới tính đó, nó tăng trưởng lớn hơn, nhiều hơn là thế hệ cha mẹ chúng ta cách đây vài chục năm. Cho nên nhiều cháu đã yêu sớm. Nhiều cậu con trai tuổi tiên đó, là muốn khuấy động cuộc sống, mà các cậu ấy cho rằng đó, nó vốn quá phẳng lặng như là mặt nước hồ thu. Nhưng không ngờ rằng đó, việc khuấy động này đó đã dẫn đến việc cưa tán tỉnh các cô gái và biến các cô gái trở thành nạn nhân bằng sự chém gió. Thầy thường gọi đó, đó là những chàng trai ba nổ. Và chàng trai nào nổ quá thì sẽ được gọi là 10 nổ. Nổ banh ta lông, nổ như là pháo, banh sát, mà không có sự thật gì hết á. Thì mục tiêu của các chàng trai này là thích tán tỉnh và cưa được nhiều cô gái, nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Cưa trên mạng, đua đòi với cha mẹ xin laptop hay là internet tại nhà, chẳng phục vụ gì cho việc học. Vì ở tuổi tiên, việc học đó đâu cần phải nghiên cứu internet. Cho đó là đừng nên quá vội vã trong việc sử dụng các phương tiện mà ở cái tuổi tác này nó chưa cần thiết lắm. Từ lớp 12 trở xuống, việc nghiên cứu bài vở trên internet là không cần thiết lắm. Chúng ta chỉ cần học sách giáo khoa và mượn sách từ thư viện là đã đủ cho chúng ta trở thành học sinh giỏi và xuất sắc rồi. Sinh viên đại học trở lên thì mới có nhu cầu nghiên cứu nhiều hơn. Nhưng mà các con, các cháu nên nhớ đó, kiến thức trên internet không phải là kiến thức chuyên sâu. Nó chỉ là kiến thức vỡ lòng,
kiến thức phổ thông thôi, không đáp ứng cho vấn đề nghiên cứu chúng ta được. Và theo định nghĩa của những nhà nghiên cứu về cơ nghiện đó, ai dướng mắt vào máy vi tính hay là chơi internet, chơi game điện tử 3 tiếng trở lên trong một ngày được xem là nghiện kỹ thuật số rồi, và cần phải đi cai, đi kiêng. Thầy cảnh báo với các con á là ai mà nghiện 3 tiếng trở lên á thì sau thời gian sẽ bị béo phì, bởi vì ít vận động và sống trong một thế giới ảo thôi. Sống trong thế giới ảo chúng ta sẽ mất khả năng thích ứng với đời sống hiện thực. Ở tuổi này chúng ta phải ra ngoài trời nhiều, chơi thể thao nhiều. Nữ thì chọn những loại thể thao thích hợp với giới tính nữ. Nam thì hãy chọn những loại thể thao thích hợp với nam như đá banh, rồi đánh vũ cầu, đánh tennis, chạy, bơi lội, võ thuật. Nó sẽ giúp cho các con các cháu tăng trưởng sức khỏe và lớn con hơn, khỏe mạnh hơn. Chứ còn mà chơi những cái loại kỹ thuật số rất là nguy hại. Nhiều cháu từ tuổi 14 trở lên á, nhất là cháu trai, thích cưa gái như là một thú vui thôi, để giải phóng những cái căng thẳng, xả stress thôi. Đó là tội lỗi lắm. Một số cháu khi bị nó khích bởi những đứa bạn xấu là muốn chứng tỏ rằng mình có bản lĩnh, mà không ngờ bản lĩnh đó biến mình trở thành là cụ non, ông già nhí. Đó là một cái khái niệm rất xấu. Còn một số khác thì muốn cho người ta bái phục mình, ở từng tuổi này mình có thể tán tỉnh được các cô gái. Còn một số khác thì yêu quá sớm, là bị phụ tình, phụ bạc, hay là không tròn cuộc yêu, rồi chán đời, hận tình và muốn trả đũa những người khác giới phái. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bẻ bàn của hàng Mặc Tử đó, là những câu thơ rất nguy hại, giết chết rất nhiều thế hệ tuổi teen yêu mù quáng như là có con thiêu thân vậy. Cho nên là các cháu không nên yêu sớm. Mà yêu sớm như thế này, tán tỉnh như vừa nêu đó, sẽ dẫn đến một cái hậu quả là gì? Cưa xong rồi bỏ chạy, mà kẻ bỏ chạy rồi thế nào cũng bị vấp ngã hoặc là gặp ma thôi. Đó là nhân quả nhãn tiền. Kẻ làm xấu phải là gánh lấy các hậu quả xấu. Khi bị bại lộ thì chúng ta sẽ bị mang tiếng là kẻ chơi điểu, kẻ đáng ghét, và do vậy thậm chí là có thể bị bỏ tù. Nhiều chàng sinh viên thương các cô gái vị thành niên, dầu là ở tuổi 16 rồi đó, mà khi cha mẹ của cô gái biết ra, thưa với các cơ quan chức năng nhà nước thôi, là có thể ngồi tù rồi vì phạm luật. Cho nên là các cháu không nên là tìm hiểu về trái cấm ở cái tuổi mà lẽ ra mình không nên biết. Còn các cô gái tuổi teen thì nên lưu ý, chàng trai nào, bạn trai nào nói rằng là thương mình là người duy nhất, mình là số một, mình là nàng tiên, mình là cả một biển trời hạnh phúc, và muốn duy trì cái tình cảm tốt đẹp đó là phải tiến đến XXX, thì biết đó là kẻ lừa đảo, kẻ bệnh hoạn. Hãy tốt nhất là xa lánh kẻ đó đi. Nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin, nghe nói những lời ngọt dịu, đã chiều theo vì sợ mất người mình thương. Hãy nên nhớ câu già nhân ngãi non vợ chồng, tức là mình biết về chuyện yêu đương quá sớm thì về sau này đó chúng ta sẽ ăn hận sớm. Trên thế giới ngày nay đó, khắp nơi tình trạng mang thai vị thành niên ở tuổi 10 trở lên không phải là ít,
nhiều cháu thiếu nữ ở tuổi 11 đã làm mẹ rồi. Đó là cái hậu quả từ một lối sống do các chàng trai đồng lứa tuổi dụ dỗ ra, và do không biết giữ chính mình và do không nghe lời cha mẹ thầy cô giáo. Đây là một tấm ảnh trong một cái sinh hoạt thanh thiếu niên mà một thiếu sinh đó, thiếu nữ đã in những cái chữ ở sau lưng áo của mình như sau: 20 cộng 14 cộng, tức là ngày nay đó, nam 20, nữ 14 có thể đến với nhau là chuyện thường. Đó là một lối sống thác loạn, đánh mất tương lai. Chúng ta có đến vài chục năm để yêu và xây dựng mái ấm gia đình đối với nữ 18 và nam 20, mà theo thầy tuổi đó vẫn còn quá non trẻ. Nhiều cậu con trai đó gây áp lực với cha mẹ mình, đang khi mà mặt còn non bún ra sữa, học chưa xong được cử nhân và đã muốn lập gia đình, có vợ có con rồi, nghề nghiệp không có, sống bằng cái gì? Một túp liều tranh hai quả tim vàng trong giấc mơ còn chưa có được, huống hồ là có thật. Không có mơ tưởng được, phải sống hiện thực. Do vì đó vội vã yêu cuồng cho nên á, các cháu tuổi teen á là chia tay rất vội, yêu nhanh như là trong phim. Một bộ phim nó có 1 tiếng mấy, 2 tiếng mấy, cái cuộc yêu của những người trong phim á, nó diễn ra trong vòng có vài phút, thậm chí là vài giây. Các con các cháu mà xem phim người lớn quá nhiều á là hư cuộc đời của mình. Cho nên á, muốn sống hạnh phúc, muốn có tương lai tươi sáng, các cháu nhớ là đừng rủ nhau xem phim tình cảm xuống mức. Phim tình cảm Đài Loan, phim tình cảm Hàn Quốc, phim tình cảm Hồng Kông sẽ giết cuộc đời chúng ta. Bởi vì là trong một cái không gian phim, cái phòng chiếu phim nó tối như mực, và những cái tình cảm quỷ mị sướt mướt ở trong phim sẽ kích thích làm cho chúng ta đóng phim thật, và từ đó chúng ta hại cuộc đời thật của nhau. Nhiều cháu khi được khích lệ khuyên là hãy tiếp tục việc học, đừng có đam mê việc yêu nữa, thì trả lời với cha mẹ một cách rất là tỉnh bơ: tụi con yêu nhau rồi, đã thề mãi mãi sẽ bên nhau. Nhớ là đừng vướng kẹt vào những thứ này. Khi thầy đọc câu nói đó thì có nhiều cháu trai nói: má ơi, rất ngạc nhiên. Đó là điều mừng, có nghĩa là các cháu đây không hề có như thế. Và nhớ là tránh điều như thế cho đến lúc mình lên 18 tuổi. Việc yêu điên cuồng để dẫn đến tình trạng bỏ học, ảnh hưởng hậu quả cho việc học. Rồi khi bị đau khổ, gạo đã nấu chín thành cơm, thì việc khóc lóc đã trở nên quá muộn màng. Như là một quy luật, hễ yêu nhanh thì tan rã nhanh, lửa rơm thì cháy nhanh, tàn rụi nhanh. Có nhiều bậc cha mẹ khi tâm sự ở chùa Giác Ngộ thì vừa nói mà vừa khóc. Nhiều bậc cha mẹ nói với thầy rằng đó, có đứa con mới có tuần lễ trước thôi là trong vòng tay với một người A, tuần lễ sau là vòng tay với người B rồi. Và xem cái việc như thế là chuyện rất là thường. Đó là lối sống thác loạn. Chúng ta hãy nhớ, muốn chạy thì ta phải tập đi, muốn tập đi thì ta phải tập bò. Cái gì nó cũng phải trải qua cái tính thời gian và trình tự của nó. Lớn lên tuổi trưởng thành đó, chúng ta sẽ yêu chín chắn, lập và gia thất khi chúng ta đã có sự nghiệp.
chúng ta còn đến mấy chục năm, thậm chí là không còn đủ đủ thời giờ để mà yêu nữa. Chứ còn ở tuổi thanh thiếu niên không có dội vàng. Hãy nhớ câu dạy một giờ á, dầu có khôn ba năm thì đau khổ là trọn đời. Nhất là các cháu nữ đó phải nhớ nằm lòng để không trở thành nạn nhân của các chàng trai. Nếu tất cả chúng ta thấy rất rõ việc yêu dội, yêu cuồng dẫn đến nỗi khổ niềm đau và cần phải tránh và quyết tâm tránh được, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Tràng vỗ tay vừa nêu cũng đã khép lại chương trình chia sẻ của thầy về các sai lầm tuổi teen. Các cháu mệt chưa? Một bên thì nói rồi, bên nói chưa. Để thay đổi không khí thì cho ba câu hỏi. Mỗi câu hỏi ngắn ngắn thôi nha, để trả lời cho vui. Và câu hỏi càng lắc léo, càng gây cắn càng tốt. Về cháu đầu tiên này, đặt câu hỏi đầu tiên. Lứa tốt vì phân á là đúng nhưng chưa có đủ. Ngoài yếu tố phân ra đó thì lúa tốt cần phải nhờ đến nước, ánh sáng, sự chăm sóc và thuốc trừ sâu nữa. Thường các cái công nghệ quảng cáo á, người ta bơm phồng giá trị sự thật lên gấp 10 lần mà tin vào đó là chúng ta bán lúa giống á, lỗ lỗ vốn. Người đẹp vì lụa là không đúng. Lụa nó chỉ tăng thêm một phần nhỏ giá trị của sự đẹp, chứ đâu phải là bản chất của sự đẹp. Ngày hôm nay tất cả các cháu gái nè đều mặc cùng một bộ quần áo giống nhau, cùng màu giống nhau, tức là đồng phục. Do vì tu tập trong mấy ngày trải nghiệm được những niềm vui, ai cũng rạng rỡ trên gương mặt hết. Chẳng lẽ do không có lụa mà các cháu xấu đi? Không có, vẫn đẹp như thường đó. Còn người xấu đó có mặc lụa vô cũng xấu như thường. Cho nên đó, để bán được lụa thì người ta phải quảng cáo như thế, chứ nó không phải là chân lý. Do vậy khi mình có một cái yếu kém nào đó về nhan sắc, về ngoại hình, đừng mặc cảm. Hãy nhớ trường hợp của Nick, nhờ tàn phế hai tay hai chân mà Nick nổi tiếng toàn cầu. Chứ nếu Nick là một giáo sư lỗi lạc, là một khoa học gia hàng đầu, thì mỗi lần khoa học gia đó thuyết trình, và khoa học gia đó có cao một thước chín, da trắng, mắt xanh, thông minh, tuyệt hảo đi nữa, số lượng người nghe cũng có vài trăm người là hết à. Biết tận dụng, biến bùn nhơ nước động làm dữ liệu cho hoa sen được nở gương nhụy cánh nhạc đặc biệt hơn các loài hoa bình thường là sự thông minh và cũng là nét đẹp tâm hồn của mọi người vốn có. Hãy khai thác yếu tố này, đừng có mưu cầu và đừng sống với lối sống đẹp vì lụa. Thời trang á chỉ làm á cho những nhà giàu bỏ tiền ra để tiêu phí thôi, thì thời trang không làm cho nhà giàu đẹp hơn. Nên nhớ thế. Nhiều nhân vật lỗi lạc trên thế giới chạy theo thời trang á, khi ăn mặc vô rồi trông không giống ai á, mà trang chức phẩm của họ nó còn hơn cả lụa, giá trị nhiều gấp trăm lần so với lụa, nhưng mà nhìn không giống ai. Cho nên nó đẹp là gì? Là một sự hài hòa giữa cơ thể với màu sắc, ánh sáng, góc độ, tầm nhìn, là trong bối cảnh đó, hài hòa được như thế thì nó tạo ra một nét đẹp thôi. Còn không nắm được nghệ thuật hài hòa thì càng tốn nhiều tiền càng làm cho mình trở nên cải lương thôi. Xin đi qua khác.
Câu đó là một chân lý chuẩn cho quảng đại quần chúng, nhưng nó sẽ không chuẩn so với một số người có năng lực vượt trội. Bản chất của câu nói này đó, nó dạy chúng ta về một cái nhận thức rằng cái gì nó cũng có tính quy luật của nó, tính trình tự của nó và tính tăng dần điều của nó. Muốn làm một việc lớn mà không bắt đầu từ các việc nhỏ thì không làm được, vì sức chịu đựng chưa có, kinh nghiệm chưa dày, và cái năng lực xử lý các tình huống ngoài cái dự kiến đó sẽ không làm cho chúng ta có thể đạt được thành công. Cho nên mỗi một cái công việc trôi qua đó, nó giúp chúng ta có một bài học mới, một kinh nghiệm mới. Muốn đánh được một bài huyền, trước nhất chúng ta phải đánh được các cái đòn đấm đá rơi rạc. Muốn làm được một bài văn, trước nhất chúng ta phải viết được chữ cái và từng cái khái niệm từ. Cái gì nó cũng phải có tính trình trực của nó. Ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy: biển không có sự thình lình sâu, biển nó có cái độ lài từ bãi cát, thì một tấc, hai tấc, ba tấc, bốn tấc, năm tấc, rồi một mét, hai mét, ba mét, cho đến là cả nghìn mét, nó là từ từ như thế này thôi. Đó là cái tính tiệm tiến và cũng là cái quy luật trong cuộc đời cho tất cả mọi lĩnh vực, và ai mà đi theo những trình tự đó sẽ có thể đạt được thành công. Dở cũng trở thành khá, khá trở thành tiên tiến, tiên tiến trở thành giỏi, giỏi trở thành xuất sắc. Nhưng cũng có những trường hợp nhảy giọt ngoại lệ. Ví dụ như ở Ấn Độ, có một chàng trai 14 tuổi xuất thân từ một gia đình cùng đinh mặt riệp ở bang Bihar, trở thành giáo sư tiến sĩ về vật lý học mới 14 tuổi thôi, một thiên tài thần đồng ở Mỹ và nhiều nước tiên tiến. Tuổi tiên mà trở thành là người tốt nghiệp tiến sĩ không phải là ít. Và các nam nữ ở tuổi tiên đó, khi chứng minh được mình có năng lực vượt trội, trải qua các từ thi đặc biệt được sắp xếp riêng, thì hiệu trưởng sẽ đành cho phép là học nhảy lớp thôi. Cho nên là những thanh thiếu niên tuổi tiên đó không phải phải theo cái trình tự từ thấp đến cao. Thần đồng và thiên tài trên vũ trụ này là rất nhiều. Chúng ta có một thần đồng tên Nam, có thể dịch sách nhiều ngôn ngữ tại Việt Nam. Ta có nhiều thần đồng khác về các lĩnh vực. Và các cháu cũng phải tự đánh giá về cái năng lực của mình. Nếu mình có những năng lực vượt trội, không học đã biết, học 1 biết 10, học 10 biết 100, nhìn là có thể biết được cái đầu mối, cái nguyên nhân, cái bản chất, cái diễn tiến, cái trình tự, thì chúng ta thuộc về mô típ người đặc biệt hơn người khác. Thì đừng nên đi theo một trình tự. Chúng ta có thể thuyết phục thầy cô giáo, chúng ta có thể thuyết phục cha mẹ để cho mình được nhảy lớp hoặc là được nhảy vọt. Còn nếu chúng ta không thuộc về mô típ đó, việc bỏ các nền tảng là một sai lầm lớn. Vì 100 tầng lầu mà bỏ đi cái tầng đầu tiên, các tầng lầu còn lại sẽ có thể bị sập đổ bất cứ lúc nào. Hãy đi gọi khác. Con nói chậm lại, thầy nghe chưa quen giọng của con. Cái đó là một sai lầm lớn. Có nhiều thói quen ta chỉ đổi trong vòng 2 phút là xong rồi. Có trường hợp nỗ lực nó trong vòng 2 ngày, có trường hợp nỗ lực nó trong vòng 1 tuần.
chỉ có những thói quen gắn kết với các cơn nghiện á, nó đòi hỏi đến thời gian dài lâu hơn. Ví dụ như các cháu tuổi teen nam á, mà hút thuốc á, là một thói quen xấu. Mà không nỗ lực á, thì đôi lúc á, là 3 năm sau vẫn chưa dứt được. Có thể 30 năm sau vẫn còn đeo bám. Cái quyết tâm sẽ làm cho chúng ta thay đổi một thói quen xấu thành một thói quen tốt, diễn ra thời gian ngắn hơn. Cho nên nó không có thời gian cố định. Vấn đề còn lại là gì? Cái mức độ ảnh hưởng của thói quen đó đối với cuộc đời của mình như thế nào? Thầy sánh ví thói quen đó, nó giống như cái màn nhện á. Nó rất là mong manh, gió thổi qua hay là dùng mà chiếc đũa chọt qua là nó có thể vỡ liền à. Nhưng về lâu về dài nó trở thành một dây xích. Nếu thói quen mà mình đã gieo trồng nó là 10 năm thì bỏ nó trong vòng 28 ngày á, e là chưa đủ sức đâu. Và có những cái thói quen mình mới tập tành vài ba tháng thì mình bỏ 1-2 giây cũng được. Ví dụ nhiều cháu mất tự tin, vào lớp học là cứ đi tìm ở cái chỗ giải cuối cùng mà ngồi để thầy cô giáo khỏi kêu mình trả bài hay xung phong. Đó là thói quen tiêu cực trong học. Chúng ta phải xung phong và xin phép ngồi ở những hàng trên để chúng ta chú ý hơn, tập trung hơn, thầy cô giáo sẽ nhìn tới mình nhiều hơn và do vậy mình phải học tốt hơn. Và việc đổi thói quen đó nó chỉ trong tích tắc quyết định là được thôi. Gieo một thói quen thì dễ mà bỏ một thói quen thì khó thì đúng. Mức độ khó nó lệ thuộc vào cái quyết tâm của từng con người, phương pháp để tháo mở cái thói quen đó. Ở đây có cháu nào thích chơi game điện tử không? Giơ tay lên này. Phần lớn là nam, mà phần nữa là nữ. Vậy là các là cao thủ nữ rồi. Khi mà hôm nào đó cha mẹ mình không cho mình chơi game điện tử, các cháu có buồn không? Phần lớn bên nam nói không, bên nữ nói có. Vậy là các cháu nữ này nghiện hơn nam rồi. Nếu trả lời không là một sự thật đó, thì các cháu chưa bị nghiện, đó là điều đáng mừng. Như vậy các cháu đã đổi thói quen chơi game của mấy ngày hôm trước, của mấy tháng trước, của mấy năm trước chỉ vì lắng nghe lời dạy bảo của cha mẹ mình thôi. Tại sao các cháu lắng nghe? Vì các cháu nghĩ rằng đó là một lời khuyên đúng. Như vậy nhận thức đúng sẽ giúp cho chúng ta thay đổi được chiều hướng của thói quen, từ cái xấu thành cái tốt, từ cái tiêu cực thành cái tích cực thôi. Do đó thay đổi phải bắt đầu bằng nhận thức đúng. Mà người có nhận thức đúng rồi, có tiêu cái quyết tâm đúng nữa rồi, thì không nhất thiết phải bắt 28 ngày. Đôi lúc nó chỉ có 2 phút 8, 2 tiếng 8 thôi, hoặc là 2 ngày 8 thôi. Còn nếu chúng ta không có nhận thức đúng và không có đồng lục đúng, đôi lúc chúng ta mất 28 năm mà vẫn chưa xong. Do đó phải tự tin rằng tôi có thể thay đổi một thói quen được. Tuy nhiên cũng có một số người cố chấp bảo thủ, thì việc thay đổi thói quen không phải là chuyện dễ. Người ta thường nói những người đó giống như cáo thay lông thay da, rắn thay da chứ không đổi tánh, cáo thay lông chứ không thay đổi bản chất, hoặc là ngựa quen đường cũ. Phải nhớ và lưu tâm điều đó. Về bàn tay đó, người nào mà có cái đường chí đạo thẳng bon từ bên trái sang bên phải sẽ có hai tình huống xảy ra. Nếu là điều đúng thì người đó trở thành một người có lập trường, có bản lĩnh, rất quyết liệt, theo đuổi cái gì là đến nơi đến chốn, không bỏ cuộc nửa chừng. Nhưng nếu là một điều xấu thì đó là người đại bảo thủ, cố chấp, và việc thay đổi thói quen với người như vừa nêu là rất khó. Còn những người còn lại không có một đường thẳng ở chí đạo thì thay đổi rất dễ. Nhưng mà theo đạo Phật đó thì mọi thứ nó thay đổi theo tâm của con người. Dầu có đường thẳng như thế nhưng mà nếu mình quyết tâm, mình vẫn có thể làm được những điều khó làm. Đó là sự mầu nhiệm từ sự chuyển nghiệp. Các cháu đó mệt chưa? Muốn nghỉ chưa?
Muốn nghỉ thì bây giờ chúng ta nghỉ ha. Bây giờ thêm một câu hỏi nữa. Nãy giờ mấy cháu nam không ai hỏi, tiếp tục là một cháu gái. Lúc mà thầy đi chùa lần đầu tiên đó, vào mùa hè, thì ngay chiều tối hôm đó thầy muốn trở thành chú tiểu rồi. Cái đó nói theo Phật giáo đó, đó là có cái căn duyên tu ở kiếp trước, cái kiếp gần nhất đó, cũng là một tu sĩ. Cho nên khi tới chùa lần đầu là mình cảm thấy cái không gian của chùa nó gần gũi thân quen. Và tối hôm đó thầy đã xin ba của thầy đi tu. Ba thầy cấm không cho đi chùa nữa. Thầy ngày hôm sau vào trong chùa xin chú tiểu bộ đồ rách nát về giá lại để mặc, và ra ngoài chợ mua một cái nồi để tự nấu đồ chay ăn. Ba thầy quăng nồi đó ra khỏi nhà và cấm. Tuần lễ hôm sau là thầy đã trốn nhà đi tu à, và phải đi đến cả gần 30 ngôi chùa thì mới có ngôi chùa cho phép, đó là chùa Đại Giác. Chờ một năm mấy không được cạo đầu, thầy mới trốn chùa Đại Giác lên chùa Giác Ngộ, nơi mà thầy làm trụ trì từ năm 1992 tới bây giờ. Đó là một nhân duyên thôi. Chứ ở tuổi 13 ăn chưa no, lo chưa tế, có lý tưởng đâu mà đi tu. Nhưng mà nó có một cái gì đó nó thôi thúc mình, làm cho mình phải chọn lấy con đường đó. Ngày nay cũng có nhiều chú tiểu 5-6 tuổi vào chùa là cười, mà dẫn về nhà là khóc, đành cha mẹ phải để lại tại chùa. Đó là căn tu tốt. Còn ngày nay thì các con các cháu đó, mặc dù không chọn con đường đi tu, nhưng khi chùa Liên Trì tổ chức hội trại đã xung phong đăng ký, và nhiều nơi trong nước vào mùa hè này đó, thanh thiếu niên đăng ký rất là đông. Chùa Hoàng Pháp đó, mỗi một đợt khóa tu mùa hè có đến 3-4 ngàn người. Chùa Tượng Sơn thầy mới tiếp nhận ở Hà Tĩnh thì vào ngày chủ nhật á là có khoảng 500 thanh thiếu niên đến tham dự. Tất cả là gì? Là nỗi đam mê. Lý do sao mà đam mê? Là vì mình thấy đi tới chùa đó, mình học được những thói quen mới tích cực có giá trị, ta hiếu kính với cha mẹ hơn, có tinh thần cầu học hơn, học được các nhân cách vĩ đại hơn, ta vui vẻ với bạn bè hơn và ta trưởng thành hơn. Cho nên là không cần ai khích thích hay là khích lệ, ta vẫn chọn con đường xung phong và tình nguyện. Cho nên là thấy các cháu để tham gia sinh hoạt mà nghe các thầy các sư cô cho biết là 3 ngày qua mưa tầm tã, ngồi nghe giảng 2 tiếng mà các cháu vẫn yên lặng, ngày hôm nay cũng gần 2 tiếng các cháu cũng yên lặng, đó là những đức tính rất cao quý. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Bây giờ có cháu nam nào muốn đặt câu hỏi không? Cháu nam thì thích chơi game nhưng mà lười đặt câu hỏi. Nếu không đặt câu hỏi nữa thì kết thúc. Thầy chúc các cháu chóng lớn, học giỏi, đỗ đạt cao và có một tương lai tươi sáng.